Xin chào các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một trong những chủ đề mà đời người hay nói tới nhất, đó chính là lừa đảo. Các bạn hãy thử nghĩ xem, trong đời các bạn đã phải nhận bao nhiêu cuộc gọi có tính chất lừa đảo rồi. Nào là lừa đảo qua mạng, lừa đảo điện thoại, lừa đảo tình cảm, vân vân và vân vân. Nhưng trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau lùi về khoảng 100 năm trước để tìm hiểu về một kẻ siêu lừa đảo. Với sự khéo léo trong lời nói, sự thu hút lạ thường từ phong thái, hắn đã bán thành công tháp Eiffel với giá khủng tới tận 2 lần. Hãy cùng sự thật lạ lùng đi tìm hiểu về kẻ lừa đảo siêu hạng này trong 5 phút sắp tới đây nhé. Là một trong những công trình biểu tượng của thủ đô Paris, nước Pháp, nhưng trong quá khứ, tháp Eiffel từng bị đem bán 2 lần bởi một người đàn ông bí ẩn. Có lẽ không nhiều người biết tới cái tên Victor Lutic. Ngoài những đặc điểm nhận dạng như có vết sẹo lồi trên xương gò má trái, hay bịa chuyện về việc sinh ra ở thị trấn Hostiner của Séc vào năm 1890, người ta hầu như không có bất kỳ thông tin nào khác về danh tính của người đàn ông bí ẩn này. Trên thực tế, những đặc điểm mô tả kể trên lại gợi nhắc người ta nhớ đến một cái tên khác là Robert V. Mueller, một trong số 47 danh xưng mà người đàn ông trên sử dụng nhiều nhất cho tới khi bị bắt giữ. Tuy nhiên, một số điều khiến Victor Lutic trở nên đặc biệt so với tất cả những kẻ lừa đảo khác trong thế giới nghệ thuật thời đó chính là việc cả gan bán tháp Eiffel tới 2 lần. Những ai từng tiếp xúc với bá tước Victor Lutic đều có chung quan điểm rằng đây là một người đàn ông vô cùng có sức hấp dẫn với người đối diện. Từ phong thái, ánh mắt cho tới cách nói chuyện của Lutic đều vô cùng gần gũi và hàm chứa sự quan tâm mà không phải ai cũng làm được. Năm 1925, Lutic bằng nét quyến rũ của mình có thể lừa những người đàn ông da trắng giàu có hay những người phụ nữ cả tin tới hàng ngàn đô la. Một trong những chiêu lừa đảo nổi tiếng nhất của gã này là kể về một chiếc hộp bí mật chỉ in những tờ 100 đô la. Lutic tiếp cận những đối tượng cả tin và bán phát minh ảo trên với giá dao động trong khoảng từ 10.000 đến 30.000 đô la. Để cho thấy tính xác thực của chiếc máy in, gã đã xếp trước vào hộp một vài tờ tiền. Sau khi sản phẩm được bán cho những người mua háo hức nhất, Lutic sẽ bỏ trốn ngay lập tức, không để lại bất cứ dấu vết gì. Với nhiều âm mưu và thủ đoạn khác nhau, chuyên gia lừa đảo này đã bị cảnh sát bắt giữ hơn 40 lần trên khắp các tiểu bang Mỹ và nhiều quốc gia khác nhau. Càng về sau, những phi vụ lừa đảo của Lutic càng lớn hơn. Trong thời gian gã siêu lừa này ở Paris, chính phủ Pháp đã đưa ra thông báo về sự cần thiết phải sửa chữa công trình biểu tượng của thành phố tháp Eiffel. Dư luận ngay lập tức chia rẽ về vấn đề này. Một số ủng hộ việc sửa chữa trong khi những người khác bỏ phiếu phản đối. Nắm bắt được thời cơ, Victor Lutic lúc này tự xưng là phó tổng giám đốc của Ministère de Poste et Télégraphe, một cơ quan của chính phủ đang tìm kiếm những đại lý buôn bán phế liệu ở Paris. Lutic đã gửi một bức thư đến 5 đại lý lớn trong thành phố lúc này và hẹn gặp họ tại khách sạn Hotel de Crillon để thảo luận về một lời đề nghị béo bở. Trong căn phòng của một trong những khách sạn sang trọng nhất Paris, gã lừa đảo tiết lộ với những người có mặt rằng chính phủ đã quyết định phá bỏ tháp Eiffel và 7.000 tấn phế liệu từ đây sẽ được bán cho người trả giá cao nhất. Theo Lutic, động thái này là hợp lý vì Alexander Dumas cũng đã gọi tháp Eiffel là một công trình đáng ghét và được xây dựng như một mái vòng của hội chợ thế giới 1889. Không có lý do gì lại tồn tại lâu tới như vậy. Ngay cả khi 5 đại lý đều đang bị cuốn vào vòng xoáy câu chuyện lừa đảo này, thì Lutic đã nhận ra đâu là con mồi chính của mình, đó là Andre Boysen, một người mới trong ngành, được Lutic đặc biệt tiếp cận riêng. Sau khi bị thuyết phục bởi đủ thứ câu chuyện trên trời dưới biển của gã lừa đảo, Boysen đã thẳng tay chi tới 70.000 đô la để lót tay cho thương vụ khổng lồ trên. Ngay khi Boysen biết không có việc tháp Eiffel bị phá hủy và đã bị lừa thì cũng là lúc Lutic đã băng qua biên giới nước Pháp và cao chạy xa bay tìm kiếm những con mồi tiếp theo. Sau đó cũng chẳng có bất cứ thông tin nào về vụ lừa đảo này, nên Lutic nghĩ mình đủ an toàn để diễn lại màn kịch trên thêm một lần nữa. Tuy nhiên, lần này nạn nhân đã đến trình báo với cảnh sát về việc bị lừa mua phế liệu từ tháp Eiffel. Tin tức này trở nên nóng hổi ở cả nước Mỹ, nơi Lutic đang ung dung với cuộc sống xa hoa. Tới năm 1935, bạn gái của Lutic đã tiết lộ vị trí của gã này cho các đặc vụ liên bang trong một cuộc gọi đặc danh vì bị phản bội. Tên siêu lừa cuối cùng cũng bị bắt và nhận bản án 20 năm tù giam cho tất cả các tội danh trên. Sau tất cả, ngày nay tháp Eiffel vẫn là một trong những công trình biểu tượng thu hút mọi du khách mỗi khi có cơ hội đặt chân tới thủ đô của nước Pháp. Các bạn vừa xem xong video bí ẩn về gã siêu lừa thế kỷ, 2 lần bán tháp Eiffel với giá khủng được tổng hợp bởi Vietnamnet. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới và ấn like, share, đăng ký kênh để thường xuyên nhận được những thông tin thú vị nhé.